IT Workout luyện tập cường độ cao ngắt quãng là chuỗi các bài tập cường độ cao đi cùng với thời gian nghỉ ngắn. Triển nha anh em, tiếp hướng dẫn tự tập SIIT Workout tại nhà và bài tập đi kèm phần một ông nào không có nhiều thời gian nhưng vẫn muốn thời gian tập tuy ngắn nhưng hiệu quả chẳng kém những buổi đẩy tả ở phòng gym thi. Mời vào team SIIT Workout tại nhà. Mời anh em kéo xuống để xem đầy đủ dưới phần mô tả video.